Shop đầm bầu MB, chuyên đầm bầu và yếm bầu sinh. Website mangthaibaby.com, hotline 0979 621 719. Kênh mangthaibaby.com xin được gửi lời chào tới quý vị và các bạn xem kênh. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi đến một chủ đề: bà bầu ăn rong biển vừa đẹp da lại tốt cho sức khỏe. Kính thưa quý vị và các bạn, rong biển là loại thực phẩm rất ngon và rất giàu dinh dưỡng, có thể kết hợp với nhiều nguyên liệu để tạo nên các món ăn hấp dẫn. Đó là lý do mà sẽ thật là đáng tiếc nếu mà các bạn bỏ qua rong biển trong thực đơn hàng ngày của mình. Trường hợp bạn đang mang thai và tự hỏi liệu bà bầu ăn rong biển thì có nên hay không, thì trong video này sẽ có câu trả lời cho các bạn. Thứ nhất là nói về giá trị dinh dưỡng của rong biển thì rất giàu các vitamin như B2, DHA cùng với một số các khoáng chất thiết yếu có lợi cho sức khỏe của thai kỳ. Để hiểu hơn vì sao các chuyên gia khuyên các mẹ bầu là nên ăn rong biển, những lợi ích sức khỏe mà nó đem lại, những dạng rong biển nên sử dụng cũng như là những rủi ro mà mẹ bầu có thể gặp phải thì mời các bạn hãy cùng tham khảo trong video của mangthaibaby.com. Thứ nhất là các mẹ bầu cũng phải lưu ý, ăn rong biển cũng cần phải lựa chọn những loại phù hợp. Có thể bạn chưa biết, rong biển ngày nay đã được xếp vào những loại siêu thực phẩm vì những lợi ích sức khỏe mà chúng đem lại. Bên cạnh đó, loại thực phẩm này còn được ứng dụng nhiều trong y học để điều trị một số những căn bệnh nhất định. Trong văn hóa ẩm thực của Á Châu, người ta có thể dùng rong biển ở cả dạng tươi lẫn cả dạng khô để chế biến thành các món ăn. Rong biển thuộc họ tảo và được chia thành nhiều loại khác nhau, bao gồm có giống rong biển đỏ, nâu và xanh lá cây. Mỗi loại sẽ được dùng tùy thuộc vào các mục đích khác nhau, chẳng hạn như rong biển màu đỏ thường hay sử dụng để làm món sushi, trong khi giống màu nâu thì lại thích hợp để nấu súp và các món hầm hơn bởi nó có kết cấu dai. Rong biển màu xanh lá cây thường được dùng trong món salad phần nhiều. Hầu hết các loại rong biển nói trên đều an toàn với sức khỏe của thai kỳ, tuy nhiên bạn cũng nên tham khảo ý kiến của các bác sĩ trước khi thêm nó vào chế độ ăn uống hàng ngày của mình. Thứ hai, chúng ta cùng đi tìm hiểu về thành phần dinh dưỡng của rong biển. Các nhà khoa học đã xác định được hàm lượng vitamin A trong rong biển cao gấp 2 đến 3 lần so với cà rốt, canxi thì cao gấp 3 lần so với sữa bò và vitamin B2 thì gấp 4 lần so với trứng. Thêm vào đó, một số dưỡng chất khác cũng có trong siêu thực phẩm này được liệt kê dưới đây. Thứ nhất là vitamin C cần cho sự trao đổi chất, hỗ trợ cấu thành nên collagen, giúp phục hồi tổn thương. Thứ hai là hàm lượng DHA là chất rất cần thiết cho sự phát triển của hệ thần kinh và thị giác của trẻ. Với mẹ bầu, nó còn điều hòa lượng cholesterol hấp thụ, nhờ đó phòng ngừa được tình trạng xơ vữa động mạch và nhồi máu cơ tim. Thứ ba là chất iốt là khoáng chất rất tốt cho tuyến giáp, giúp phòng ngừa bệnh biếu cổ và một số các khoáng chất cần thiết cho sự phát triển của thai nhi như canxi, phốt pho và sắt. Thứ ba, chúng ta cùng đi tìm hiểu những lợi ích sức khỏe không ngờ khi bà bầu ăn rong biển. Bà bầu tiêu thụ rong biển mang lại rất nhiều những tác dụng tốt cho sức khỏe của thai kỳ. Chỉ cần dùng một lượng vừa phải hàng ngày thì bạn sẽ nhận được những lợi ích dưới đây. Thứ nhất là rong biển rất giàu axit béo omega 3, giúp cho não bộ của thai nhi phát triển tốt. Thứ hai là loại thực phẩm này rất giàu chất xơ, do đó có thể hỗ trợ phòng ngừa các vấn đề về tiêu hóa, nhất là chứng táo bón khi đang mang thai. Thứ ba là trong rong biển có chứa rất nhiều các chất chống oxy hóa và có thể giúp cho mẹ bầu đối phó với các tình trạng sức khỏe khác nhau như là lo lắng, trầm cảm, hen suyễn, bệnh celiac và viêm khớp. Thứ tư là rong biển còn giúp bổ sung vitamin C, hỗ trợ cơ thể hấp thu sắt một cách tốt hơn. Thứ năm là các dưỡng chất có trong rong biển rất hữu ích trong việc phát triển các cơ quan sinh dục ở thai nhi. Đồng thời, nó cũng có lợi trong việc làm giảm các nguy cơ mắc bệnh về ung thư vú. Thứ sáu là chất dinh dưỡng đa dạng trong các loại thực phẩm này còn có tác dụng làm đẹp da, giúp da sáng khỏe, tăng độ đàn hồi. Nhiều mẹ bầu đã chia sẻ sau một thời gian ăn rong biển thì các tình trạng như mụn trứng cá và dạng da giảm đi trông thấy. Thứ 8 là bà bầu ăn rong biển cũng giúp cho móng và tóc được trở nên chắc khỏe hơn. Và đặc biệt hơn, axit alin và alinic trong rong biển có vai trò đào thải độc tố, hỗ trợ phòng tránh các khiếm khuyết về gen ở thai nhi. Thứ 4, chúng ta cùng đi tìm hiểu về các rủi ro khi mẹ bầu ăn rong biển quá nhiều.
thì bao gồm những rủi ro nào. Dù là loại thực phẩm rất giàu các chất dinh dưỡng, thế nhưng không vì vậy mà bạn có thể thoải mái tiêu thụ tùy ý thích. Điều quan trọng là cần lưu ý là mẹ bầu nên dùng ở mức độ vừa phải. Việc mẹ bầu ăn rong biển quá nhiều có thể dẫn tới các biến chứng xấu trong thai kỳ. Lượng iốt cao trong rong biển mà cơ thể mẹ bầu hấp thụ có thể gây cản trở hoạt động của tuyến giáp. Ngoài ra, nó cũng có thể tác động tiêu cực tới sức khỏe của thai nhi. Mức khuyến cáo nên dùng hàng ngày được đưa ra vào khoảng 200mg mỗi ngày. Khi ăn rong biển, bạn nên giới hạn lượng tiêu thụ trong khẩu phần ăn của mình, đặc biệt là với loại rong biển nâu có hàm lượng iốt cao hơn rất nhiều so với hai loại còn lại. Nhiều mẹ bầu còn dì tay nhau rằng việc tiêu thụ rong biển sẽ giúp tiết sữa nhiều hơn. Tuy nhiên, mẹ bầu cần phải lưu ý là việc ăn rong biển vượt mức cần thiết dẫn tới lượng iốt hấp thụ của cả mẹ lẫn thai nhi tệ hơn, là gây chứng suy giáp ở trẻ sơ sinh. Mách mẹ bầu cách làm những món ăn từ rong biển vừa ngon lại vừa lạ miệng. Thứ nhất là món canh rong biển thơm ngon và mát lành. Rong biển khô đem ngâm với nước cho nở, xả lại cho sạch. Bạn có thể thêm vào món canh các loại thịt như sườn non, bò hoặc là gà tùy thích. Thịt nên tẩm ướp gia vị, sau đó xào sơ rồi cho vào nước nấu cùng với rong biển. Lúc sôi thì nên vặn nhỏ lửa, bạn có thể thêm hành lá hoặc thì là trước khi tắt bếp. Lần đầu khi dùng, bạn có thể thấy hơi khó ăn vì mùi tanh, nhưng lúc sau lại cảm thấy rất thơm ngon. Lời khuyên là bạn nên dùng khi nóng, có thể thêm đậu hũ non hoặc là cà chua để tăng hương vị cho món canh. Thứ hai là món rong biển trộn rau răm. Rong biển cũng đem ngâm, rửa sạch và luộc chín. Rau răm rửa sạch, tôm bóc vỏ và bỏ đầu, cũng như là chỉ đen trên lưng. Ướp hành băm cùng với muối, cho dầu vào chảo cùng với ớt bột và chờ dầu sôi. Tiếp đó cho tôm vào xào, cho khoảng 1/2 chén nước sôi, nêm đường, muối, rong biển vào đảo đều, đun sôi cho sôi lại thì tắt bếp. Bảy món ăn ra đĩa, rắc chút rau răm lên và cùng thưởng thức. Mang thai là cả một quá trình phức tạp, đòi hỏi bạn luôn phải thận trọng với mỗi quyết định của mình. Chính vì vậy, khi ăn rong biển, mẹ bầu nên giữ an toàn bằng cách tham khảo trước các ý kiến của các bác sĩ, đồng thời chú ý tới số lượng mà mình tiêu thụ nữa. Và tiếp sau đây, chúng tôi xin được tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn 5 lưu ý về dinh dưỡng cho các mẹ bầu ngày Tết. Tết đến xuân về là dịp để mọi người sum vầy, vui chơi và tận hưởng. Theo đó, nhà nào cũng chuẩn bị sẵn thật nhiều thực phẩm ngon, đẹp mắt để ăn Tết và thiết đãi bạn bè. Nhưng với các mẹ bầu, ăn gì, uống gì để không ảnh hưởng tới sức khỏe trong những ngày vui này, đây là vấn đề rất đáng để lưu tâm. Thứ nhất là các mẹ bầu nên nói không với một số các loại thực phẩm sau đây. Thật khó có thể kiểm soát được mình trong những cuộc vui ngày Tết, nhưng sức khỏe của bạn và em bé là quan trọng hơn cả. Mẹ hãy cố gắng không sử dụng những chất ảnh hưởng không tốt này tới em bé. Thứ nhất là rượu bia, cà phê là thứ phải nói không trước tiên. Rượu có thể gây sảy thai, ngộ độc, vì vậy nó đặc biệt nguy hiểm. Bên cạnh đó, một vài thực phẩm mẹ tuyệt đối không được ăn như nem chua, ché thường được mời trong các bữa tiệc, bởi những món này thường được chế biến từ thịt sống và không qua bất kỳ một công đoạn xử lý nào, nên khi ăn nem chua, mẹ bầu rất dễ bị nhiễm khuẩn E. coli và gây ra hiện tượng tiêu chảy. Thức ăn xông khói và nướng, thực phẩm loại này phải dùng gỗ, than làm chất đốt để chế biến. Nhiên liệu đốt sẽ làm phát tán ra một số các loại chất độc có thể làm ô nhiễm các thức ăn được xông nướng. Lời khuyên là mẹ bầu không nên ăn những loại thực phẩm này. Thực phẩm chế biến sẵn và các món ăn chiên và rán, đây là loại đồ ăn nhiều dầu mỡ, có thể sẽ làm gia tăng chứng ốm nghén, nôn ói ở các mẹ bầu. Mẹ bầu cũng cần phải lưu ý trong những dịp Tết không nên thả cửa với một số các loại kẹo ngọt, sô-cô-la, trái cây sấy, thịt hộp. Tất cả những thực phẩm này đều không tốt cho bạn cũng như cho bé yêu. Thứ hai là những món ngon ngày Tết mẹ bầu cần phải lưu ý khi ăn, bao gồm các món sau đây. Thứ nhất là bánh chưng, chứa hàm lượng dinh dưỡng khá cao do được làm từ gạo nếp và thịt mỡ. Mẹ bầu chỉ nên ăn ở mức độ chừng mực để tránh tình trạng đầy hơi, khó tiêu. Đặc biệt là bánh chưng không thích hợp cho nhóm thai phụ bị béo phì và cao huyết áp. Bạn cũng nên đảm bảo rằng mình sử dụng chiếc bánh chưng được đặt hoặc là mua hộp vệ sinh. Bánh được nấu chín kỹ, khi bóc ra, lớp vỏ bánh có màu xanh đặc trưng của lá dong, có vị thơm của gạo nếp, đỗ xanh và nhân thịt. Thứ hai là dưa hành. Nếu bạn bị viêm lết dạ dày hoặc mắc các chứng bệnh về rối loạn tiêu hóa khi mang thai thì không nên thử món dưa hành hoặc các loại dưa muối khác. Bản chất của dưa hành là chứa nhiều chất chua, khiến dạ dày tiết dịch vị nhiều hơn và làm bệnh trở nên trầm trọng hơn. Thứ ba là món lẩu.
Món lẩu cũng là lựa chọn của rất nhiều gia đình trong dịp Tết. Thế nhưng mẹ bầu nên hạn chế ăn lẩu vì món này có thể làm tổn thương hệ tiêu hóa và gây nhiễm ký sinh trùng. Món lẩu chưa chín kỹ có thể dẫn tới trứng giun sán. Việc ăn lẩu cũng có thể gây hại cho dạ dày và đường ruột, và những món lẩu có vị cay sẽ rất dễ làm tổn thương dạ dày. Mứt là loại thực phẩm chứa nhiều đường nên không thích hợp cho nhiều thai phụ dùng nhiều. Tuy nhiên, với một số loại mứt có độ ngọt vừa phải và mẹ bầu biết điểm dừng khi ăn, chẳng hạn như mứt cà rốt, mứt dừa, mứt gừng, mứt tắc và mứt me, cũng cung cấp rất nhiều các chất dinh dưỡng cho các bà bầu. Lưu ý là mẹ bầu chỉ nên sử dụng các loại mứt còn hạn sử dụng và có mác sản xuất rõ ràng. Những loại mứt đóng gói bày bán sẵn thường ẩn chứa nhiều nguy cơ về an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm, do đó bạn không nên ăn. Thứ ba là đề phòng về rối loạn tiêu hóa. Những bữa ăn thịnh soạn ngày Tết thường chứa rất nhiều các chất đạm, đường và chất béo, ít chất xơ sẽ làm cho bạn khó tiêu, đầy bụng, thậm chí là gây nên hiện tượng táo bón. Mẹ hãy cố gắng để ý tới khẩu phần ăn của mình, chú ý bổ sung nhiều chất xơ, hạn chế thức ăn chứa nhiều dầu mỡ và đường để tránh tăng cân quá nhiều cũng như ảnh hưởng tới sức khỏe của cả mẹ và bé. Thứ tư là các mẹ nên tận dụng hoa quả và các loại hạt. Thay vì bị quyến rũ bởi những món không tốt cho sức khỏe, mẹ bầu nên tận dụng cơ hội để bổ sung những chất cần thiết cho chính mình và cho bé yêu bằng những loại hoa quả luôn có sẵn trong nhà vào những dịp Tết. Ví dụ như các loại trái cây màu xanh, màu vàng cung cấp cho bạn nhiều vitamin A, các loại trái cây như cam, chuối, dừa cung cấp lượng axit folic. Thực đơn dinh dưỡng cho mẹ bầu ngày Tết cũng đừng quên các món ăn vặt là các loại hạt dưa, hạt bí, hạt hướng dương, nho khô và hạt óc chó. Vì các loại hạt này rất giàu axit béo thiết yếu, vitamin, chất đạm và chất khoáng. Tuy nhiên chú ý mua các loại ở nơi có uy tín, tránh hạt có tẩm hóa chất tạo màu và chỉ nên dùng tay tách, không nên đưa vào miệng để cắn. Thứ năm là luôn có thực đơn dự phòng. Dịp Tết đôi khi làm xáo trộn giờ giấc cũng như chế độ dinh dưỡng của các mẹ bầu hàng ngày. Thế nên để đảm bảo đúng quy trình ăn uống, mẹ bầu luôn phải có sự dự phòng để ứng phó với những sự thay đổi. Có những ngày mà bạn phải đến thăm họ hàng hay đi chơi xa, khiến cho lịch ăn uống không đúng giờ giấc như mọi khi, mẹ bầu nên chuẩn bị sẵn một ít trái cây, bánh hoặc là sữa để giúp chế ngự cơn đói đến bất chợt, cũng như không làm ảnh hưởng tới sức khỏe của cả mình và bé cưng. Vâng, và vừa rồi chúng tôi đã vừa gửi tới quý vị và các bạn những lợi ích tuyệt vời của rong biển đối với sức khỏe của các mẹ bầu, cũng như là một số những lưu ý về dinh dưỡng cho các mẹ bầu trong ngày Tết. Hy vọng video này hữu ích. Một lần nữa xin được cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video kế tiếp. Shop đầm bầu MB, chuyên đầm bầu và yếm bầu sinh. Website mangthaibaby.com. Hotline 0979 621 719.